Hi, Việt Thư Music xin chào tất cả quý khách. Hôm nay Việt Thư Music xin giới thiệu với tất cả mọi người một bộ backup mới mới toanh cho Roland E7, đó là bộ backup TK 2.0. Thì trong bộ backup này có bao gồm gì đặc biệt? Trong bộ backup TK 2.0 thì bao gồm có từ TK 1.6 cho đến 1.10. Rồi đặc biệt nhất là cộng cả backup của Duy Khanh. Trong thời gian vừa qua thì Kim đã chọn lọc, chất lọc rồi bỏ bớt rồi đưa mới vô. Kim đã đưa, lần này Kim đưa rất nhiều sao, bao gồm có trống nè, tiếng đàn bass nè, rất nhiều hiệu ứng, rồi tiếng synth để chúng ta đánh nhạc dance. Về trống thì có acoustic và điện tử. Thì có bao gồm TD50 nè, FPD30, FPD20, rồi những cái tiếng trống của phần mềm Logic Pro. Rồi về điện tử cũng vậy, rất nhiều trong FL Studio. Đó, rất là dày. Rất nhiều. Rồi đến về chống chống về chống da. Đó, rồi kích nặng hơn cũng được, chúng ta có thể đánh chung với kích điện tử vẫn được. Cái đặc biệt là trong cái backup 2.0 thì Kim cũng cấy luôn cái mẫu đây, cái là chân kích. Chắc có thể là một số người ăn xài cái SPD đặt tên là 40 thì chúng ta cũng biết đây là chân kích nào. Còn đây là kích 909, nổi tiếng từ xưa đến giờ rồi. Kim chỉ lấy cái kích và snare thôi. Rồi chúng ta lấy những cái bộ tum mới này hay hơn. Đó. Hai tiếng bell. Nằm trong bộ SPD 40, gần như đã nằm trong đây. Rồi ngoài cái bộ trống này ra, đó đây, cái này là TD25K cộng với lại tum của TD50, kích TD50. Rồi đây là bộ hoàn toàn một cái bộ này thì là của phần mềm Logic Pro. Thì nghe 3 lớp này. Đó. Rồi. Cái bộ này thì bộ trước đây. Bộ này bộ TD50 đây. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng vô cái bộ backup thì nó sẽ được như thế nào. Đầu tiên sẽ đến với điệu disco. Lúc này thì chưa có thay tiếng bass nha. Đang là vẫn là tiếng bass của đàn. Bây giờ kiện thay bát luôn nha. Tiếng bát sampler này cũng không quá nặng. Đó, bây giờ nghe nó đầy. Ok, đó là điệu disco. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với điệu bolero thì như thế nào. Ừ.
hết thuộc rồi. Đến cha cha thì sao? Rồi giờ hay bát rồi nha. À, Kiên đang muốn giới thiệu là mình có một tiếng bát mới để thay thế cho toàn bộ những tiếng bát kia. Và quý vị cũng đừng có lo lắng gì về vấn đề là tôi không biết cách thay thế. Sau khi Kiên giới thiệu bộ backup này xong thì Kiên sẽ phải ngồi thay thế hết cho quý vị. Sau khi thay thế xong thì công ty mới gửi cho khách hàng để khách hàng dùng. Kế tiếp đây thì Kiên sẽ giới thiệu trong cái backup lần này, đặc biệt hơn nữa là có bộ backup của Duy Khanh. Đây là những bộ của Duy Khanh và bộ sao điệu bolero của Duy Khanh đây. Thì lúc này chúng ta không cần phải chỉnh sửa gì hết. Chúng Kiên đã làm vấn đề này hết rồi. Boston. Ok, rồi bây giờ mình quay trở lại với lại backup TK 2.0. Thì bắt đầu từ giây phút này, Kin sẽ làm theo những bộ chống sampler mới như vậy và đưa cái chân kích có độ lực vô cho quý vị. Tại vì bây giờ xu hướng khi đi chơi nhạc, chúng ta rất thích chân kích lực. Đây, Kin ví dụ nha, đây là một điệu mới làm đây, mới toanh. Rồi, những điệu đây điệu xì lô đánh được rất nhiều bài.
Đấy, bài này đây, bài này cũng rất là quen này. Trong cái bộ backup mà TK 2.0 này bắt đầu Kiên sẽ làm rất rất nhiều những cái giai điệu như vậy nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nhạc điện tử chút xíu nha. À, Kiên thử này. Vì em đã chấp cho em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã trao em rồi. Bao ngày bên em là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhìn em yêu thì ngay đây nhưng rất xa xôi. Hôm yêu em đã trốn trao ai rồi, tình yêu sau khi trao em tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã cho em rồi. Cái này là một trong những cái điệu khi làm chúng ta có thể đổi nè. Cái dòng vừa rồi là chúng ta bebop thì chúng ta có thể là nửa DJ nửa bass bebop để chúng ta hát liên khúc á. Tại vì bây giờ phong trào mà hát bolero mà hát liên khúc mà theo dạng giống DJ á thì chẳng hạn bây giờ Kin hát thử nhẹ nhẹ. Đây là Vinay Hao đúng gốc nha. Là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò này là đó. Rồi bây giờ Kim sẽ đổi lại cái điều này nha. Này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò, này là bánh mẹ ra từ tay gói gửi cho con đó. Thì nó sẽ hợp hơn với cái dòng mà bolero bây giờ chúng ta muốn đang muốn hát những liên khúc, những DJ như vậy. Thì trong cái lúc mà khi đệm hát chúng ta cứ đánh theo cái giai điệu này. Bắt đầu khi mà chúng ta mà giữa chúng ta cần chuyển thì chúng ta cứ ấn intro rồi chúng ta chuyển ra thôi. Ấn intro. Thì là cái làm 4 intro. Sau đời mong cái sẽ làm nhiều hơn nữa. Đổi điệu này đấy.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển riff nha. Anh chuyển cho tắt auto fill rồi tôi chuyển qua cái điều mới này. Sau đây thì một số cái guitar mà có intro mà trong cái backup TK 2.0, những bài hot là Em Gái Mưa nè. Hoa cài mái tóc nè. Hoa cài mái tóc đây. Việt Nam mắt người sáng quắc, ta yêu người, ta yêu đời. Rồi ngắm hoa lại rơi nè. Thank you.
dẫu biết đôi ta đã từng cách xa bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình mà mình một mình lặng thinh, nhưng em vui đùa. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trao. Rồi người hãy quên em đi đang rất là hot đây. Thành phố sau lưng nhé. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố xa nghiêng men rượu say mềm. Tuổi thơ đi hoang nhiều đêm trốn ngủ, phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay trả lại cho người xuân.
Ok, vâng, và bắt đầu từ đây chị đi thì Kim sẽ tập trung làm nhiều điệu có intro và khai thác dịch để những cái trống mà xem lơ và hoặc không xem lơ để làm ra những cái điệu có intro cho quý vị. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi phần giới thiệu backup TK 2.0 của Việt Thư Music. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc sức khỏe quý vị nhé. Rồi mình lên chút xíu nha.